Hello hello, xin chào các em đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một cái trận và mang một cái bộ đồ quân đội luôn nha anh em, full một set quân đội luôn nha anh em nhìn. Này anh em review cho anh em nhìn phát này. Rồi, đấy. Ngực to các kiểu con bà đều đúng không? Đấy. Bộ này nhìn cũng hơi bị phê đấy. Và ok, video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi để kiếm top 1 cho anh em xem nhá. Nhiều anh em biểu bảo mình bắn gà, thì yên mình bắn cho trận này cho anh em xem nhá. Rồi, một thằng rồi. Ui. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu này? Ui. Tôi xong rồi. Rồi, headshot luôn. Ok, ngon. Rồi, mình lấy được khẩu UMP rồi. Lấy được khẩu này thì bọn nó chỉ có chuẩn bị xác xác con mẹ nó định luôn thôi. Ok, mình dùng bịch máu đã. Nó bắn mất 1/4 cái máu rồi còn đâu nữa. Còn những anh em nào mà xem video hack lần trước của mình đã hack được chưa? Nếu chưa hack được thì nhớ comment xuống phía dưới để mình còn biết đường mình giúp đỡ cho anh em nhá. Và những hôm qua mình có tặng trang phục cho hai anh em rồi, và còn một vài anh em nữa mình quên, mình thời gian mình chưa tặng được. Thì còn những anh em nào thì anh em nhớ comment guide đi xuống phần phía dưới comment hộ mình cái nhá. Tại hôm qua mình bận, mình chưa check hết được nên là anh em thông cảm cho mình nhá. Anh em nào mà chưa được tặng thì cứ comment xuống phần phía dưới phần nhận xét đấy. Ok, mình sẽ tặng cho anh em nhá. Từ từ mình để mình tập trung vào trận đấu ấy, không anh em lại bảo mình bắn gà này. Mới được có một mạng thôi anh em ơi. Ok, giáp ba này. Thơm phết nhỉ. Ok, hình như đầy mất tủ đồ rồi anh em ơi. Vậy sao lại lấy đạn súng lục vào đây nhỉ? Đạn súng lục này, giảm thanh này. Giảm thanh là tăng sát thương đúng không anh em? Giảm thanh là tăng sát thương, còn nòng là nó phá giáp đúng không? Đấy, mình cũng biết hết. Mấy cái này mình cũng biết đấy. Anh em đừng tưởng mình làm hack game mà không biết chơi game đâu nhá. Vậy ở đây mà sao không thấy thằng nào rồi nhờ? Vậy vừa mới nói xong. Rồi này. Cứ thích đú à. Anh em thấy một tên bắn phát lên bảng điểm số. À quên, nói nhầm, cứ chơi lên quân bây giờ. Cứ nói nhầm sang là lên lên bảng điểm số. Nó chết luôn này. Lấy luôn gậy bóng chày này. Ê, không có đồ gì ngon cho lắm. Rồi lại thêm thằng. Rồi. Quay cả đường trước cả đường sau anh em ơi. Quay. Thay anh ơi. Rồi. Quay quay ơi. Bắn bắn trúng cái. What? Bắn trúng cái chảo anh em ạ. Thằng này nó đeo cái chảo. Đờ 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 phát thằng này. Nó đeo cái chảo bắn cái tạch 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 anh em ạ. Mẹ nó khó chịu nhờ. Rồi mày chạy đi đâu rồi thằng 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 mặt lờ này. Rồi mày mày ở đây à? Này thì đeo chảo này. Còn thằng này nữa. Rồi này. Bốn mạng anh em ạ. Ôi giời ơi. Chắc trận này mình lấy con mẹ nó top 1 luôn. Vậy. Sao lấy được đạn nhỉ? À rồi lấy được rồi. Lấy dùng cái bình máu ấy nha anh em. Anh em nhớ comment cái ID mà anh em chưa nhận được trang phục nhá anh em ơi. Anh em comment xuống dưới phần nhận xét hộ mình với nhá. Mình hôm qua mình bận nên mình chưa check hết được. Có vài anh em mình tặng cho rồi đấy. Và anh em còn nhắn tin trả lời cho. Uầy. Anh em có nhắn tin Facebook cho mình ấy. Thì Facebook mình bị sao ấy mà vào cái tin nhắn đang chờ. Có anh em nhắn tin cho mình thì vẫn hiện nhá. Rồi thì cái thằng này. Anh em nhắn tin cho mình thì mình vẫn thấy hiện là nó báo tin nhắn đến, nhưng mà mình vào kiểm tra thì vẫn tin nhắn cũ, nó không cập nhật tin nhắn mới cho mình anh em ạ. Nên là mình không thể trả lời cho anh em được. Anh em thông cảm cho mình nhá. Thật sự là mình có hỏi rồi mà mình cũng chả biết nó bị sao ấy. Mà anh em nhắn tin cho mình nó vẫn hiện thông báo, nhưng mà
Quay sang này. Quay bắn xa không ăn thua rồi. Nhưng mà đến lúc mình vào thì nó lại không hiện tin nhắn mới lên á. Nên là anh em có nhắn tin cho mình nên là mình không thể trả lời được nhá. Thằng này, ôi ít máu mà dám ra đú với người ta. 6 mạng rồi anh em ạ. What, bọn này bắn gà thế nhở. Nào rồi anh em còn bảo. Đây, đấy anh em nhìn đúng cái kiểu chất quân đội chưa? Quá chất quân đội luôn, những còn gì nữa. Đậu xanh còn thằng nào nữa không? Còn thằng nào ở đây không? Alo, alo. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không nhờ? Rồi rồi, bên đây có người anh em ạ. Bên đây có người. À, bên đây có 3 thằng này anh em. À, đây, đây rồi. Rồi, mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? Đứng lại. Uầy, phía dưới đây đông phết này anh em. Mẹ, bọn này bắn cũng ghê phết đấy. Uầy, 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 thôi mà. À, đứng sau. Mẹ, mẹ cái thằng này. Không có bom keo này anh em ạ. Không có bom keo nên là không có bom keo nên là không nứ được. Không chặn lại được. À. Rồi chết luôn. Ôi, hết máu mà dám lên đú à. Có thích đú không? Rồi. Thằng này AK. Núp con khỉ mà núp này. Có 9 mạng anh em ạ. Đùa nhau à? Ôi, từ từ nào anh ơi. Từ từ nào anh ơi. Anh thích chết thì anh cũng từ từ nào. Uầy, 10 mạng anh em ạ. Kỷ lục mất rồi. Kỷ lục rồi, chưa lần nào mình chơi nó phê thế này anh em ạ. Rồi, mình lấy được cái giáp ba này rồi, bọn này xoắn quẩy rồi. Trận này kiếm top 1 nha anh em ạ nha. Trận này phải cố kiếm top 1. Rồi, để mình loot cái đồ này. Rồi, cái giáp chống nổ này. Quay giáp chống nổ mà tí sang kia mà nâng cấp nữa lên thì phê rồi, mắc phê luôn. Mình nâng cấp giáp chống nổ nha. Nâng cấp giáp chống nổ nữa là bắt con mẹ nó tử luôn. Rồi, ok, thơm. Nào, phía dưới này có người không nhỉ? Đứng sau. À đây rồi, đây rồi. Bắn quẩy à. Khẩu này bắn mạnh lắm đấy anh em ạ. Anh em mà biết bắn cũng bắn ghê lắm đấy. Chạy à. Rồi chết rồi anh em ơi. 11 mạng rồi. Còn có 10. Còn 12 thôi. Thì mình còn phải giết thêm 11 thằng à. Đơn giản đây. Cố kiếm top 1 nha anh em. Trận này mình sẽ cố kiếm top 1 nhá. Chạy gần bo đây cho đỡ gặp người nhá. Cho bọn này nó giết nhau cho chết bớt đi. Rồi một thằng nữa lên. Một thằng nữa ra đi rồi. Có ai ở đây không nhờ? Mình chạy vào vòng bo hẹp chắc là ở đây không có người rồi. Anh em mà chơi nên chạy vào những cái chỗ này. Nếu anh em bắn còn thấy một miệng, còn một mình ai mà sợ bị gặp người không tay đôi được với người ta thì chạy ở cái chỗ vòng bo mà không có người này anh em khá là an toàn nhá. Mình mà chơi cái kiểu mà tem ấy mà chết rồi tem chết mà còn mình cũng hay chạy ở cái vòng bo vòng mà sát bo này, chạy ở những chỗ này thì an toàn hơn này anh em. Rồi còn có 8 thằng thôi anh em ạ. Có ai ở đây không nhờ? Hello, hello. Nào, bo thu gần mình nào. Giờ vẫn đang còn thu bo anh em ơi. Mình sẽ lên xem cái thính này có cái gì không nhá.
Hình như chính này chú hay nhặt đấy. Rồi, hai lớp rìu, bạn này bán ghê nhờ. Còn có 6 đứa thôi anh em ơi. 5 thằng nữa à, ghê phết nhờ. Liệu mình được top 1 không đây? Giết 11 thằng rồi. Vậy, tính này có thằng nhạt rồi. Không có bom keo nữa với chán chứ anh em. Tính này có thằng nhạt rồi anh em ạ. Kiếm cái tính khác thôi. Giờ mà kiếm được khẩu AW ấy. Mình bán AW cũng hơi bị ghê đấy. Để đợt nào mình bán AW cho anh em xem nhá. Xem nào. Ok, đồ full hết cả rồi, đồ ngon cả rồi. Ở trong đây mình nghĩ có người lắm. Thì nên mình xem vòng bó tiếp theo nó ở đâu nhỉ? Vòng bó tiếp theo à? Em xem thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem những video hay nhất từ mình nhá. Em nhớ nhấn like và đăng ký kênh đấy. Rồi, hình như ở đây không có người rồi. Ok. Rồi, mình cho bo luôn rồi, ngon. Giờ đi kiếm thằng nào mà xử nha, còn có 4 thằng thôi. Alo, có ai ở đây không? Vẫn chưa thấy thằng nào. Bọn này nó núp đi đâu hết rồi đấy. Nâng được lần giáp là không anh em nhỉ? Ôi, vẫn nâng được à? Quay à, nâng vẫn nâng thì vẫn nâng được nhưng mà nó không lên cấp nữa rồi. Nó được như thế này là mắc rồi, mắc cấp rồi. Đây này, đây có thằng chết này rồi. Rồi nó đang bắn nhau với thằng nào ở dưới đây ấy. Quay nó bắn mình đấy chứ. Quay giật kìa. Rồi ok đấy. Có anh em nhắn tin cho mình này. Nhưng mà đến lúc mình vào lại không hiện tin nhắn nha anh em ơi. Khổ thế đấy. Rồi còn 3 thằng rồi. Nào nào kiếm top 1 nào. Để anh em để mình tập trung mình kiếm top 1 nhá. Nào ấn tuân chi thần nào. Dùng cái bình máu cho chắc chắc ăn đấy. Hello hello. Còn 3 người. Còn 3 người mà bo đang còn rộng như thế này thì. Có cái bạn I love you đấy, bắn kinh phết đấy anh em ạ. Không biết mình có ăn được không đây. Rồi rồi, có xe rồi. Rồi mình nghe tiếng xe rồi. Xong rồi. Rồi. Ôi. Này anh ơi. Này anh ơi, anh ơi. Anh ơi, thả em anh ơi. Thôi xong rồi anh em ơi, không được top 1 kìa, chán đấy nhỉ. Đấy, biết ngay thằng này mà. Quay kìa. Cái pha ấy mình không hồi máu kịp. Thôi, có lẽ video của mình kết thúc tại đây thôi. Ok, và nếu anh em thấy hay thì nhớ nhấn một like, một share và một nút đăng ký kênh cho mình nhá. Ok, và bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nha. 14 kill này. Ok, em tới đây đi, em kêu.